Đây giới thiệu bà con cái sườn văn ma nè, 1,5 triệu sườn nè con, đủ đồ hết trơn, 1,5 triệu luôn. Văn ma IT luôn, IT IA 500 nè, 1,5 triệu sườn đầy đủ các bà con, bánh bọng đầy đủ, 1,5 triệu sườn luôn nè, có học bỏ bình luôn nè, 1,5 triệu sườn thôi, văn ma luôn nè nha. Bỏ lại xuống đây, nguyên sườn của nó đây, đây nguyên sườn nó là 1,5 triệu là nhiêu đây, IA IA rồi IT đó, có chìa khóa đề luôn nè, cũng còn khá đẹp luôn con, về rửa đẹp lắm, chụp nó còn luôn nè, IATA 50 đẹp lắm, gửi bổng là còn ok, dành sới luôn nè, 1,5 triệu sườn đầy đủ, khá đẹp, con về xài máy xăng cũng được nè. Máy đẹp lắm. Rất đẹp luôn con. Chịu gửi một sườn đầy đủ luôn. Văn ma ITA 50 gắn máy xăng 5,5 6,5 là xài ngon rồi con, với sẵn luôn nè cho con coi, sẵn luôn con, 5,5 6,5 là xài được rồi, xài ngon rồi, đây con coi có sẵn luôn, chịu gửi một sườn văn ma. Còn là có nhu cầu alo nè, 0886356707. Đi tên A50 1,5 triệu sườn. Đẹp bà con, này còn đẹp quá trời đẹp luôn nè. Còn là có nhu cầu alo nè, 0886356707. Quá đẹp. Mà chùi rửa đẹp lắm, còn trắng tươi nè. Dây thắng bọng đèn bọng còn nguyên luôn, dây con cắt đề ổ khóa đề hoàn tiền không rồi con, khóa đề này có chống nước luôn nè, rất ok nè, khóa là tiền không luôn nè, à, bà con nào có nhu cầu luôn nghe 0886356707, sườn sới IT A50 1,5 triệu sườn đầy đủ luôn.